dán đờ can thì phí tiền, toàn của Trung Quốc hết, hỏng hết cả sơn. Ok ba nhé. Lưu ý với các bác là trường hợp đa số là hệ thống kính thoát dùng đờ can Mỹ hoặc đờ can Warner Pro của Canada, cho nên trường hợp bị xước mình bóc ra thì sẽ rất ít khi để lại bề mặt keo lên lớp sơn của mình, cho nên các bác không lo vấn đề ảnh hưởng đến lớp sơn của xe các bác nhé. Đây là chiếc xe của một anh khách đã dán đờ can Mỹ ở tại biên mình sau một năm sử dụng. Như các bác có thể quan sát thấy, anh Caramel quay review toàn bộ bề mặt đờ can vẫn cực kỳ bóng. Ưu điểm của dán đờ can là các bác trong quá trình sử dụng cũng chả cần phải kiêng kỵ gì nhiều, không như phủ ceramic phải tiến hành bảo dưỡng bảo trì, và các bác cứ đi lại và rửa xe bình thường thôi nhé. Một trường hợp các bác va quẹt ở mảng nào thì mình sẽ bóc ra và thi công lại mảng đấy. Như đây anh chủ xe đây thì anh ấy bị va quẹt, thường nó ở cái chỗ má kia, mình bóc ra mình dán lại thì chiếc xe nó lại như mới, đợi lấy được luôn, không phải chờ đợi lâu như các bác là sơn dặn sơn lại xe rất mất thời gian. Chi phí thì được hệ thống VinWatt hỗ trợ một phần, cho nên chi phí nó cũng tương đương như mình sơn lại được các bác nhé, rất chi là tiện lợi.